Hồ Chí Minh. Nhân dịp năm mới, xin gửi lời chúc quý vị khán giả truyền hình một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều may mắn. Và tôi hy vọng điều may mắn đó cũng sẽ mang đến chiến thắng cho đội của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Tất cả các bạn đều chúc mọi người may mắn, thì xin hỏi ai sẽ may mắn nhất ạ? Các thành viên của đội 1 muốn là người may mắn nhất không? Dạ muốn ạ. Muốn. Các thành viên của đội 2 muốn may mắn nhất không? Là người may mắn nhất không? Dạ cũng muốn hơn. Vậy là tự thi ha. Ai may mắn nhất người đó sẽ nhận được phần thưởng, đó là chiếc xe Super Sapphire. Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị bước sang vòng 1 của chương trình thử thách. Nhưng trước khi bước sang vòng 1, ban tổ chức xin gửi tặng hai đội mỗi đội một đầu máy karaoke Hữu Sơn Ca trị giá hơn 2 triệu đồng. Và xin chúc cho các bạn may mắn. Bây giờ chúng ta bước sang vòng 1 của chương trình thử thách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình thử thách giải thưởng của vòng 1, gồm có một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca và một điện thoại di động Sony Ericsson VK200i. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta bắt đầu trả lời 4 câu hỏi của vòng thi đầu tiên. Và xin quý vị hết sức lưu ý, trả lời đúng câu hỏi số 1, chúng ta mới được quyền trả lời câu hỏi số 2, tương tự như vậy dành cho câu hỏi số 3. Bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào câu hỏi số 1, và hiện nay chúng tôi đã nhận thấy trên trường quay ảo của chúng tôi có rất nhiều quý vị khán giả đã bắt đầu đăng nhập vào hệ thống để trả lời những câu hỏi của vòng thi đầu tiên. Chúc cho quý vị may mắn. Nội dung của câu hỏi số 1 như sau. Giải Nobel hóa học đầu tiên được trao cho nhà khoa học nào? A. Van Hoff. B. Roger Compact. Và C. Mendeleev. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Ở câu hỏi đầu tiên, cho nên các bạn phải hết sức cẩn trọng. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ trả lời chính xác để các bạn có cơ hội bước vào câu số 4 với số điểm là 60 điểm. Xin mời đáp án của cả hai đội. Đội 1, các bạn chọn đáp án A, Van Hoff. Và đội 2, chọn đáp án C, Mendeleev. Các bạn, đội 2, các bạn có thể cho biết lý do tại sao các bạn chọn đáp án C không vậy? Dạ, tại vì Mendeleev là người sáng tạo ra bản hệ thống tuần hoàn. Hệ thống tuần hoàn Mendeleev. Quá quen thuộc, phải không ạ? Nếu tôi là bạn thì chắc là tôi cũng sẽ nghiêng về sự cân nhắc đó. Nhưng mà, hãy tiếc một chút thôi. Và đáp án của chương trình, đáp án của câu số 1 đó là đáp án A, Van Hoff. Bây giờ chúng ta thử nhìn về màn hình ảo và nhận thấy rằng có rất nhiều quý vị có câu trả lời có lẽ là giống như đội 2, cho nên chúng ta đã không trả lời chính xác. Vẫn hy vọng gặp lại quý vị và các bạn ở vòng thi tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Nhân vật Nghị Hách có trong tác phẩm văn học nào? A. Vỡ đê. B. Dông tố. Và C. Tắt đèn. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Bản hóa học tuần hoàn Mendeleev thì có lẽ là quá quen thuộc với chúng ta, phải không ạ? Ai đã từng trải qua một đời học sinh sinh viên đều phải biết bản tuần hoàn đó. Rất tiếc trong câu này đó phải là đáp án. Xin mời đáp án của cả hai đội. Đội 1, các bạn chọn đáp án B là dông tố. Và đội 2, các bạn chọn đáp án B. Ở trong này thấy hơi tự tin chút nè. Chắc chắn không ạ? Chắc chắn. Chắc chắn. Bao nhiêu phần trăm? Khoảng 100%. Rất hiếm người có câu trả lời giống như vậy. 100%, không còn cho chỗ nào mà chắc nữa cả, phải không ạ? Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án B, dông tố. Và chúng tôi nhận thấy ở câu hỏi này cũng có và quý vị khán giả chúng ta trả lời không chính xác, tuy nhiên là ít hơn, trả lời sai ít hơn câu hỏi số 1. Bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Động vật có vú duy nhất biết bay là loài động vật nào? A. Khủng long. B. Thằn lằn bay. Và C. Dơi. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Đây cũng là một câu hỏi khá thú vị, hy vọng là các bạn trả lời chính xác. Mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 và đội 2, các bạn đều chọn đáp án C, đó là dơi. Tại sao các bạn không chọn thằn lằn bay?
Thằng Lăng là một loại bò sát. Nhất trí, không thể cãi với bác sĩ được, phải không ạ? Bác sĩ nói bò sát thì nó là bò sát thôi. Tại sao các bạn chọn đáp án không chọn khủng long? Tôi thấy trong những cái phim hiện nay cũng có mô tả khủng long cũng có cánh nữa, cũng có thấy. Dạ, tại vì khủng long không phải là động vật có vú. À, chính xác quá, toàn chính xác. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án C, dơi. Xin chúc mừng quý vị và các bạn trả lời chính xác câu hỏi này. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu số 4 để xác định xem quý vị khán giả nào hoặc là một trong hai đội chơi chúng ta sở hữu chiếc điện thoại di động Sony Ericsson VGF200i. Bây giờ là nội dung của câu số 4. Lào chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào năm nào? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Xin hãy đội chơi và quý vị khán giả hết sức lưu ý trả lời câu hỏi này. Chúng ta phải trả lời bằng con số nguyên, không có dấu chấm, không có dấu phẩy trong nội dung trả lời của mình. Đội 1 hiện nay các bạn có 60 điểm, điều đó có nghĩa là các bạn có cơ hội để trả lời câu số 4 và giành lấy phần thưởng cao nhất của vòng thi đầu tiên là điện thoại di động Sony Ericsson VGF200i, cho nên các bạn phải hết sức cân nhắc. Đây là cơ hội đầu tiên dành cho đội 1. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Xin mời đáp án của cả hai đội. Hai con số làm tôi hết sức hài lòng. Đội 1 và đội 2 các bạn đều đưa ra đáp án là 1997. Thời tiết giúp phải không? Các bạn đội 2 cũng đưa ra đáp án là 1997. Xin hỏi là có được đáp án này là do sự hỏi ý của ba bạn hay là ý kiến riêng của ai ạ? Dạ, đây là hỏi ý kiến của ba bạn. Ba bạn đều đưa ra đáp án là 1997 hết. Dạ. Như vậy thì tôi làm sao dám cãi, phải không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là 1997. Như vậy là đội 1 đã rất xuất sắc, trả lời hoàn toàn chính xác ở vòng thi đầu tiên. Và mặc dù trên màn hình của chúng ta, nàng Kitty cũng đã trả lời rất chính xác. Tuy nhiên, các thành viên của đội 1, các bạn là những người được ưu tiên. Chắc chắn phần thưởng cao nhất ở vòng 1 sẽ thuộc về các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng ta công bố kết quả của vòng thi đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một vài hình ảnh về chương trình thử thách. Một vài người mua một vài nhành hoa hoặc là hoa đào vân vân để về trưng diện trong ngày Tết. Và bên cạnh đó chúng ta cũng vẫn thấy là tất cả các anh chị em trong từng người thực hiện chương trình thử thách vẫn tiếp tục mang chương trình này đến quý vị. Và chúng tôi một lần nữa cũng rất cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã dành chút ít thời gian vào những dịp cuối năm để tham gia chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng công bố kết quả của vòng thi đầu tiên. Trước tiên chúng tôi xin được chúc mừng cho quý khán giả may mắn ở vòng thi đầu tiên có số điện thoại di động 0972331848. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại di động là 0972331848. Đã chọn biểu tượng là nàng Kitty, đã may mắn đã nhận được phần thưởng là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Xin chúc mừng bạn. Và xin chúc mừng đội 1, các bạn đã trả lời rất xuất sắc đáp án là 1997 và đã nhận được phần thưởng cao nhất của vòng thi đầu tiên là điện thoại di động Sony Ericsson VGF200i. Chúc mừng các bạn. Như vậy là đội 1 đã có một sự may mắn ở vòng thi đầu tiên. Hy vọng rằng vòng thi thứ 2 đội 2 tự biết mình làm gì rồi, phải không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta chuẩn bị bước sang vòng thi thứ 2 của chương trình thử thách. Và trước khi bước sang vòng thi thứ 2, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo.
vàng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 2 của chương trình thử thách giải thưởng. Của vòng 2 gồm có một đầu máy karaoke hiệu Sonka và một điện thoại di động Sony Ericsson VK610i. Ngay bây giờ, kính mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục tham gia chương trình bằng cách soạn tin nhắn trả lời câu hỏi và gửi về tổng đài số 8308. Cơ hội để sở hữu chiếc điện thoại di động Sony Ericsson VK610i đang nằm trong tầm tay của quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta hãy trả lời câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau: Chiến thắng rạch gầm xoài múc trong lịch sử nước ta diễn ra ở đâu? A. An Giang, B. Tiền Giang và C. Đồng Tháp. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Bây giờ xin mời đáp án của cả hai đội. Đội 1, các bạn chọn đáp án B. Đội 2, các bạn chọn đáp án B. Và đã ở vòng thi đầu tiên, chúng ta có những câu hỏi thuộc về lĩnh vực sinh học. Đó là lĩnh vực sở trường của các bạn, phải không ạ? Thường thường những bác sĩ rất giỏi về bộ môn sinh học. Bây giờ đến về vấn đề lịch sử, không biết các bạn có giỏi không? Các bạn thấy sao ạ? Có tự tin ở đáp án này không ạ? Dạ, tự tin. Rất tự tin. Các thành viên của đội 2 có thấy tự tin không ạ? Vô cùng tự tin. Vô cùng tự tin. Tức là cũng tự tin đó, phải không? Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chương trình là đáp án B, Tiền Giang. Và xin chúc mừng hai đội 1 và đội 2, các bạn đã có câu trả lời hoàn toàn chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau: Diễn viên nam chính của phim Áo Lụa Hà Đông là ai? A. Diễn viên Quốc Khánh, B. Diễn viên Thế Lữ và C. Diễn viên Quang Hải. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Đây là một bộ phim của đạo diễn Lưu Huỳnh do hãng phim Phước Sang sản xuất. Một bộ phim đã được nhận rất nhiều ý kiến ca ngợi của quý vị khán giả. Và chúng ta cũng đã xem qua bộ phim này. Không biết là các bạn sinh viên của chúng ta có thời gian để xem hay không? Muốn biết xem hay không thì chúng ta sẽ biết có đáp án là biết có coi hay không liền, phải không ạ? Mời đáp án của cả hai đội ạ. Có xem. Đội 1 các bạn chọn đáp án A và đội 2 các bạn chọn đáp án A. Để xin được hỏi tại sao các bạn chọn đáp án A là diễn viên Quốc Khánh không phải là diễn viên Thế Lữ ạ? Mình có coi cái poster của cái phim. Có coi poster của phim rồi, chỉ không có phim. Chưa có. Và tại sao vậy? Thì chưa có cơ hội đi coi. Chưa cơ hội, muốn có cơ hội là có cơ hội liền, đúng không? Tại vì mình cho mình cơ hội 50.000 đồng là có cơ hội liền, phải không? Ở các thành viên của đội 2, tại sao các bạn chọn đáp án A vậy? Dạ, bởi vì mọi thông tin của phim Áo Lụa Hà Đông thì em đều cập nhật. Cập nhật bằng cách nào? À, lên mạng hoặc là xem TV. Em thì em cũng có coi phim mà thấy anh Lên mạng anh... có thể xem TV là không được rồi nha. Xem TV là em xem mấy cái giải thưởng mà có liên quan đến Áo Lụa Hà Đông. À, chứ còn phim nhựa này không có chiếu TV. Như vậy cả hai bạn đều chọn đáp án A. Và chúng ta cũng biết đáp án B cũng là một diễn viên Thế Lữ. Diễn viên Thế Lữ thì đã xuất hiện trong một phim Mùa Len Trâu, phải không ạ? Còn diễn viên Quang Hải cũng là đạo diễn, đã từng đạo diễn cho bộ phim Chuyện Của Bao. Và như vậy thì đáp án của chúng ta ở câu hỏi số 2 là đáp án A, diễn viên Quốc Khánh. Bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau: Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, ai được bầu là Bộ trưởng Bộ Giáo dục đầu tiên của nước ta? A. Đặng Thái Mai, B. Tạ Quang Bửu, C. Vũ Đình Hòa. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Cơ hội đang đến với cả hai đội. Các bạn đều được 40 điểm. Các bạn cố gắng trả lời chính xác câu hỏi này nữa thì các bạn được 60 điểm. Xin mời đáp án của cả hai đội. Quá dữ dội. Đội 1 các bạn trả lời đáp án C. Đội 2 sinh viên truyền thông phải không ạ? Ngành báo chí phải không ạ? Các bạn trả lời cũng đáp án C. Như vậy thì tôi nghĩ là các bạn đang rất háo hức để chuẩn bị chào đón câu số 4. Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án C, Vũ Đình Hòa. Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị bước vào câu số 4. Nội dung của câu số 4 như sau:
Tại Paragames lần thứ 3 vừa diễn ra tại Thái Lan, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã đoạt bao nhiêu huy chương vàng? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Và chúng tôi xin đọc lại câu hỏi này. Tại Paragames lần thứ 3 vừa diễn ra tại Thái Lan, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã đoạt bao nhiêu huy chương vàng? Quý vị và các bạn xin lưu ý trả lời đáp án này. Nó là một con số nguyên, không có dấu chấm, không có dấu phẩy trong đáp án của mình. Cơ hội giành lấy phần thưởng điện thoại di động Sony Ericsson VK610i dành cho tất cả quý vị và cả hai đội chơi tại trường quay ngày hôm nay. Cho nên các bạn cố gắng trả lời chính xác. Xin mời đáp án của cả hai đội. Đội 1, các bạn đưa ra con số là 78 huy chương vàng. Tại sao các bạn đưa ra con số này? Cái thông tin này em đã đọc qua được ở trên mạng. Có đọc qua trên mạng? Dạ. Đọc qua trên mạng, đọc qua website nào ạ? Tại vì cái Paragame này vừa mới kết thúc vào tháng 1 nên là... Dạ. Cũng mới đọc đây thôi. Dạ. Không tự tin lắm ha. Tôi đoán vậy thôi, không biết có phải vậy không. Bây giờ chúng ta hãy nhìn sang những chàng trai và cô gái bên đội số 2. Tại sao các bạn chọn đáp con số là 8 vàng huy chương vàng? Thì bởi vì mọi thông tin của đoàn thể thao Việt Nam lẫn Paragame thì em đều cập nhật hết. Đã có gì bạn cũng bởi vì em rất thích thể thao. Bạn thích nhất là môn gì? Em thích cầu lông nhất. Cầu lông. Bởi vì em môn đó là em biết chơi. Đó là một môn thể thao cũng rất là thú vị phải không ạ? Vâng. Bây giờ thì các bạn hãy hồi hộp xem ai là người sở hữu điện thoại di động Sony Ericsson VK610i. Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là 83 huy chương vàng. Như vậy là hôm nay thật may mắn, hình như ở tại trường quay phải không ạ? Đội 1, các bạn đã nhận được điện thoại di động, các bạn cũng hài lòng rồi. Đội 2, các bạn nhận điện thoại di động đắt tiền hơn chút xíu. Đó là điện thoại di động Sony Ericsson VK610i. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ thì trước khi chúng ta công bố kết quả của vòng thi thứ 2, mời quý vị và các bạn một lần nữa chúng ta cùng theo dõi một vài hình ảnh về chương trình thử thách. May mắn đã nhận giải thưởng của mình. Mỗi chương trình chúng ta có rất nhiều đầu máy karaoke được sơn ca và 3 điện thoại di động Sony Ericsson, và một phần thưởng cao nhất là chiếc xe Super Sapphire. Đây là chiếc xe cuối cùng của một chương trình năm cũ phải không ạ? Hy vọng rằng thằng may mắn một lần nữa sẽ mỉm cười với lại một trong hai đội chơi. Nhưng mà tôi biết rằng điều đó sẽ điều hết sức khó khăn, nhưng các bạn hãy cứ hy vọng. Và hiện nay các bạn đã rất may mắn. Bây giờ chúng ta hãy cùng đọc kết quả của vòng thi thứ 2. Trước tiên chúng tôi xin được chúc mừng quý khán giả may mắn ở vòng thi thứ 2 có số điểm Hà Nội là một dịp hết sức là quý. Đến với Quốc Tử Giám còn quý hơn nữa. Nhưng nếu dư thời gian chúng ta cùng đếm nữa thì quý vô cùng. Và biểu hiện cho một sự cẩn thận đó là các bạn sẽ có chiếc xe Super Sapphire. Nếu các bạn đã đến Hà Nội và các bạn đã đến trường Quốc Tử Giám và các bạn cũng đã từng đếm là còn bao nhiêu tấm bia trên lưng rùa đá, thì phần thưởng của các bạn là chiếc xe Super Sapphire. Tôi thấy bạn Tài vẫn cứ lắc đầu lia lịa như vậy. Xin hỏi là bạn đến Hà Nội chưa ạ?
5 điểm. Bạn vô Quốc Tử Giám chưa? Dạ vô rồi. 8 điểm. Bạn có bao giờ để ý tới những tấm bia đá trên đường rùa không ạ? Em có sờ đầu rùa mà không có đếm. Tại sao sờ rồi mà không chịu đếm? Bạn đi đâu vào năm nào ạ? Dạ em đi năm lớp 12. Lớp 12. 6 năm rồi. Thông cảm với bạn, muốn có đếm cũng quên. 4 năm rồi phải không ạ? Và nếu có đếm thì cũng quên thôi. Rồi bạn nữ duy nhất, bạn đã đi Hà Nội chưa? Dạ chưa ạ. Hoàn toàn thông cảm. Anh Bảo Huy có đi rồi? Có đi rồi. Có vô Quốc Tử Giám chưa? Dạ vô rồi. Vô rồi luôn. Có để ý những tấm bia trên đường rùa không? Chị biết là hơn 100. Hơn 100 chắc không? Nghi ngờ phải không? Thôi xin mời đáp án của cả hai đội. Trên là thân quá. Đội 1 các bạn đưa ra con số 18. Mùa sao còn có 18 cái à? Tại sao à các bạn? Cho tôi biết lý do là sao các bạn đưa ra con số 18 à? Nên là sao? Cả ba người cùng thống nhất với nhau là số 18. Cả ba bạn đều à? Thôi tôi biết các bạn có hai cái điện thoại, các bạn yên tâm rồi. Các bạn còn phấn đấu nữa. Thấy không? Cả ba bạn đều chọn đáp án là 18. Đó là một con số rất đẹp. Công nhận với các bạn. Đẹp hơn nữa nè. 108. Thôi được rồi, các bạn cũng đã đến là có sờ vào cái đầu con rùa thôi, thấy không? Có phải lúc đó là lớp 12 chuẩn bị đi thi đại học không? Dạ chuẩn bị. À ta nói sờ đầu rùa đã lấy hên phải không? Dạ, bạn cũng nghe đồn vậy. Dạ. Bạn cũng ráng đi ra tới Hà Nội vô trường Quốc Tử Giám để sờ đầu con rùa. Dạ. Nhưng mà không có đếm, không có để ý đúng không? Dạ. Bây giờ bạn thấy tiếc không ạ? Dạ quá tiếc. Quá tiếc. Bây giờ có muốn nhìn lại chiếc xe lần nữa không? Dạ nãy giờ em đang nhìn. Cứ nhìn đi rồi sẽ nhớ mãi. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là 82. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhìn về màn ảnh nhỏ xem quý vị khán giả nào may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Là nàng kế tê của chúng ta trả lời một đáp án hoàn toàn chính xác. À, như là chúng tôi cũng đã cảnh báo với các bạn rồi, thường câu hỏi số 4 của vòng thi thứ tư là câu hỏi rất khó. Nhưng mà cũng có thành thật rất là xin chúc mừng cho cả hai đội, các bạn đã rất cố gắng ở trong chương trình ngày hôm nay. Đã nhất là đội 2 các bạn đã đi được tới câu số 3 của vòng thi thứ tư, chỉ còn cách chiếc xe có khoảng thước nữa thôi, phải không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng tôi công bố kết quả của vòng thi thứ tư và chúng ta đến với phần trao giải, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo. Những bộ phim hấp dẫn ấn tượng, chương trình giáo dục bổ ích, chương trình thiếu nhi vui nhộn, chương trình ca nhạc đầy màu sắc, hiện có bán tại cửa hàng trung tâm dịch vụ truyền hình đài truyền thành phố Hồ Chí Minh 27-29 Quỳnh Thúc Kháng, quận 1, điện thoại 914-7538. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta công bố kết quả của vòng thi thứ tư. Và chúng ta cũng biết đội 2, các bạn đã bỏ qua một cơ hội rất tuyệt vời, nhưng các bạn cũng nhận được phần thưởng là đầu máy karaoke đội Sơn Ca ở vòng thi thứ tư. Chúc mừng các bạn. Và chúng tôi xin được chúc mừng cho quý khán giả đã chọn biểu tượng là nàng Kitty có số điện thoại di động 016 84 87 65 63, đã may mắn nhận được phần thưởng là chiếc xe Super Xavier. Và sau đây xin mời đại diện của nhà tài trợ lên trao giải thưởng. Chúng ta đến với giải thưởng đầu tiên của vòng thi thứ nhất. Giải thưởng đầu tiên của vòng thi thứ nhất trước tiên là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và phần thưởng này sẽ được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại 0972 331 848. Và xin chúc mừng bạn. Đây là phần thưởng điện thoại di động Sony Ericsson VK200i. Phần thưởng này sẽ được dành tặng cho đội 1. Chúc mừng các bạn. Như vậy là Tết này các bạn có thêm một chiếc điện thoại nữa, phải không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với phần thưởng của vòng thi thứ hai. Và giải thưởng đầu tiên cũng là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và giải thưởng này sẽ được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại 01688 515164. Và chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại di động
0168851564. Và giải thưởng thứ hai là đầu máy karaoke, giải thưởng thứ hai là điện thoại di động Sony Ericsson VK610i. Phần thưởng này sẽ được dành tặng cho đội 2. Chúc mừng các bạn. Và đây, đắt tiền hơn đội 1 chút xíu, phải không ạ? Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần trao giải thưởng của vòng thi thứ 3. Giải thưởng của vòng thi thứ 3, giải thưởng đầu tiên là đầu máy karaoke Hiệu Sơn Ca xin dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại 01688405053. Và đây là phần thưởng điện thoại di động Sony Ericsson VK880i. Phần thưởng này sẽ được dành tặng cho đội 1. Như vậy là hai chiếc điện thoại di động. Xin chúc cảm mừng các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta đến với phần trao giải thưởng của vòng thi thứ 4. Giải thưởng đầu tiên là đầu máy karaoke Hiệu Sơn Ca. Và giải thưởng này xin được dành tặng cho đội 2. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ là chiếc xe Super Sapphire, giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin dành tặng cho quý khán giả may mắn nhất có số điện thoại di động 0168487 6563. Chúng tôi xin nhắc lại, quý vị khán giả đang hiển thị trên màn hình của chúng tôi là nàng Kitty có số điện thoại di động 0168487 6563. Xin chúc mừng bạn. Quý vị và các bạn thân mến, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nhận giải thưởng: Công ty Dân Thanh Long, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ 0891002158. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ nhận giải thưởng: Công ty Dân Thanh Long, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ 0891002158 để nhận tất cả những phần thưởng này. Và một lần nữa, chúng tôi đã ghi nhận được có tất cả 27.610 lượt khán giả đã đăng nhập hệ thống nhắn tin tổng đài số 8308 tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị cùng gia quyến hưởng một mùa xuân thật an lành và hạnh phúc và đầy may mắn trong năm mới. Xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.